Mô A Di Đà Phật. Nam 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 Mô A Di Đà Phật. Mùi thơm gì vậy bà? Hả? Nó ai nấu gì mà thơm vậy? Nấu gì đâu? Làm bánh. Bánh gì vậy? Nhưng dừa. Nướng chưa? Chưa. Mới làm đó. Chưa nướng. Gì đâu à? Cho nắng con cắt kè. Gì đâu à? Hả? Nắng còn nhím. Chờ quái rồi xin. Nắng tào lao còn nhím. Ông bà em có gửi đi đâu? Bye.
mời mọi người cùng thưởng thức món bánh còn nhím. A Di Đà Phật.